Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tiến. Tiến xin kính chúc mọi người có một ngày an nhiên và tốt lành. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì hôm nay Tiến sẽ hướng dẫn mọi người cách ngắt nụ cho cây hoa vạn thọ ban mai đợt cuối cùng để chừa nụ hoa kịp Tết. Là thông thường, chúng ta ngắt nụ đợt cuối cùng là vào khoảng từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 12 âm lịch, là sẽ tiến hành ngắt nụ đợt cuối cùng cho cây hoa vạn thọ ban mai. Thì đối với hoa vạn thọ ban mai này thì chúng ta chỉ ngắt nụ trước những cái ngày đó, tức là chúng ta thấy nụ là chúng ta ngắt. Thì thông thường vào khoảng từ 2 đến 3 ngày thì chúng ta ra xem cái vườn hoa, thì cây hoa vạn thọ ban mai sẽ tiến hành ra nụ, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lặt bỏ những cái nụ đó. Thì sau đó mỗi một cái nụ như này sẽ vươn lên được hai cái chèo kế bên, sẽ lên một cái nụ tiếp, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ngắt bỏ những cái nụ đó, thì nó sẽ vươn dần ra và tạo được cái tàn tốt và cũng như được nhiều hoa. Thì hôm nay là vào ngày 12 tháng 12 âm lịch thì nhà Tiến cũng tiến hành lặt nụ đợt cuối cho hoa vạn thọ ban mai. Thì cách lặt nụ thì cũng như thông thường, nhưng mà chúng ta lặt những cái nụ khi mà chúng ta thấy nụ thì chúng ta lặt, chứ cái nụ bé quá thì chúng ta sẽ chừa lại để cho những cái nụ hoa đó nó nở hoa kịp vào độ Tết năm 2022. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành lặt bỏ những cái nụ mà chúng ta nhìn thấy đó, những cái nụ này thì chúng ta sẽ tiến hành lặt bỏ những cái nụ như này, và chúng ta chừa lại hai cái chèo nụ ở phía kế bên. Thì đó, ở đây có một ví dụ một cái nụ hoa nè, nó có hai cái chèo kế bên, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lặt bỏ cái nụ này, để sau đó hai cái nụ chèo kế bên nó sẽ vươn ra và cho những cái bông Tết. Đó, đây là hai cái nụ chèo kế bên nè, đó. Thì chúng ta tiến hành chúng ta lặt bỏ cái nụ này, thì sau đó hai cái chòi nách kế bên nó sẽ vươn dài và phát triển được tốt hơn, nhanh chóng. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lặt cái nụ này đi để hai cái nụ chèo kế bên nó nhanh chóng phát triển. Thì chúng ta tiến hành lặt tất cả các nụ mà chúng ta nhìn thấy trên cái hoa. Đó, chúng ta sẽ lặt những cái nụ hơi bé như này thì chúng ta lặt hơi khéo một tí, tránh trường hợp chúng ta bấm luôn những cái nụ chèo kế bên cái nụ này, sẽ có những cái nụ nhỏ kế bên để chúng ta chừa lại những cái nụ đó, và chúng ta lặt từng cây một để tránh nó bị sót cái nụ của chúng ta. Thì vài hôm sau, khoảng 2 đến 3 ngày chúng ta ra, chúng ta sẽ thấy được cái nụ nó vươn lớn lên rồi. Cái đối với cây hoa vạn thọ thì cái thời gian ra hoa và nở hoa của hoa vạn thọ là nó tương đối là nhanh, nên chúng ta cứ yên tâm. Chúng ta thấy cái nụ đó nhưng mà qua hôm sau thôi là chúng ta sẽ thấy cái nụ hoa nó lớn khác liền, rất là nhanh. Thì đối với cây hoa vạn thọ ban mai thì có một số loại thuốc đặc biệt không được sử dụng trên đối tượng này. Tức là khi mà chúng ta trồng hoa vạn thọ ban mai thì chúng ta không được sử dụng, thứ nhất đó là thuốc Anvin, thứ hai là các loại thuốc có chứa hoạt chất đó là Mancozeb, Metaxy, và thứ ba là chúng ta không được sử dụng cái thuốc có dạng nhũ dầu trên hoa vạn thọ ban mai. Thì khi mà chúng ta trồng cái hoa vạn thọ mai này thì chúng ta nên nhớ lưu ý các điều này để giúp cho cái vườn hoa, cây hoa của chúng ta được phát triển khỏe mạnh, sạch bệnh và tránh hiện tượng bị vàng lá úa lá. Và chúng ta lưu ý một điều cơ bản nữa là về giai đoạn sau này, tức là bắt đầu từ khi mà chúng ta lặt nụ, thì cây hoa vạn thọ ban mai nó rất dễ bị bệnh, đó là bệnh héo xanh. Đối với cây hoa vạn thọ ban mai và đối với cây hoa vạn thọ luôn là nó rất bị bệnh héo xanh. Đó là một trong những cái yếu tố mà cơ bản đầu tiên khi chúng ta xử lý giá thể để trồng cây hoa vạn thọ ban mai là rất là quan trọng. Tức là chúng ta phải xử lý kỹ, diệt hết các nấm bệnh tiến trùng, thì sau này cái bệnh này nó hạn chế rất là cái tỷ lệ tần số xuất hiện rất là thấp. Nhưng mà chúng ta vườn hoa của chúng ta lỡ xuất hiện cái bệnh héo xanh thì chúng ta phải bắt buộc xử lý thật là kỹ. Thứ nhất là chúng ta không hoặc hạn chế nước vào buổi chiều. Nếu mà chúng ta tưới nước vào buổi chiều thì chúng ta tưới một lượng ít thôi, hoặc là chúng ta tưới sớm có khoảng 3 giờ chiều thì chúng ta tưới. Và chúng ta nên lưu ý là nên tưới nước vào buổi sáng sớm thay thế cho vào buổi chiều mát.
tại vì vào buổi chiều độ ẩm rất là cao, rất là dễ bị bệnh. Thứ hai, khi mà vườn hoa chúng ta bị bệnh rồi thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải xử lý thuốc như sau. Chúng ta đối với cây hoa vạn thọ ban mai này thì chúng ta sử dụng cái thuốc Aleve, chúng ta phun qua lá kết hợp luôn, chúng ta tưới dưới gốc và chúng ta kết hợp thêm tưới dưới gốc các loại thuốc như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể mua chai đồng nano, tức là nano đồng có hoạt chất đồng sunfat, và hoặc là chúng ta mua chai là đồng bạc cũng được đó, đồng clorua đó, tức là đồng clorua, thì chúng ta sẽ hai sản phẩm này sẽ giúp nó sát khuẩn, tiêu diệt nấm, bệnh, tiến trùng cho cái giá thể của chúng ta, thì nó sẽ hạn chế và ngừa được các hiện tượng đó là bệnh héo xanh về sau này, khi mà chúng ta cái vườn hoa chúng ta đã bị rồi. Và đối với cây hoa vạn thọ ban mai, cây nào chậu nào mà lỡ bị bệnh, chúng ta gom lại để riêng một phần, chúng ta khoan hạ nhổ cây hoa vạn thọ, chúng ta phải xử lý trước, chúng ta phải xử lý bệnh xong sau đó chúng ta hãy nhổ cây hoa vạn thọ lại đó. Do cây đặc thù của hoa vạn thọ ban mai hoặc là hoa vạn thọ, khi mà bệnh héo xanh chúng ta vô tình chúng ta nhổ đi và chúng ta dặm lại liền mà chúng ta chưa xử lý á, thì cây hoa vạn thọ đó hoặc là những cây gần trong một chậu đó sẽ bị bệnh héo xanh tiếp theo, nó sẽ lây tiếp theo. Đó là cái đặc thù của cây hoa vạn thọ cũng như hoa vạn thọ ban mai khi mà bị bệnh héo xanh. Chúng ta nên nhớ lưu ý điều này, chúng ta phải xử lý bệnh trước khi mà chúng ta nhổ và chúng ta cấy dặm. Và đối với hoa vạn thọ ban mai thì thuốc thì nó khó hơn cây hoa vạn thọ, thì chúng ta nên nhớ lưu ý, chúng ta sử dụng thuốc Aleve phun trên lá xong chúng ta kết hợp chúng ta tưới dưới gốc luôn. Một điều nữa là chúng ta cũng sử dụng nấm chi cô đạt ma cũng được, hoặc là đồng sung phát, hoặc là đồng clorua, chúng ta tưới dưới giá thể để giúp cho nó sát khuẩn cái giá thể, tiêu diệt nấm, bệnh, tiến trùng, vi khuẩn, để giúp cho giá thể của chúng ta trở lại một cái môi trường, một cái giá thể sạch để giúp cho cây hoa chúng ta được khỏe mạnh đó. Và một điều lưu ý nữa, khi mà chúng ta tưới phân cho cây hoa vạn thọ ban mai, là chúng ta tưới phân xong là chúng ta phải tưới nước rửa lại liền, tránh hiện tượng qua hôm sau chúng ta tưới nước rửa lại thì cái hoa vạn thọ chúng ta hoặc hoa vạn thọ ban mai cái lá nó sẽ dễ bị úa khi bị cháy phân. Và khi mà chúng ta phun thuốc thì chúng ta phải phun thuốc riêng từng loại, thuốc sâu ra thuốc sâu, thuốc dưỡng ra thuốc dưỡng và thuốc bệnh ra thuốc bệnh, không được phối trộn chung với nhau để chúng ta phun. Vì các thuốc này nó có thành phần phụ gia nên chúng ta không biết được các loại thuốc này có phối trộn được với nhau hay không, nên do đó chúng ta nên phun riêng từng loại, không phun chung, tránh hiện tượng chúng ta phun xong cái hoa vạn thọ ban mai của chúng ta nó bị úa lá đó. Chúng ta nên lưu ý những cái điều này khi mà chúng ta trồng hoa. Thì Tiến cũng xin kính chúc mọi người có một cái vụ hoa Tết, hoa xuân, trúng mùa, trúng giá, bội thu và chiến thắng. Thì cũng nhớ đăng ký kênh của Tiến để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thì một lần nữa Tiến xin trân trọng cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe cái đoạn video này. Video nói về hướng dẫn cách ngắt nụ đợt cuối cùng cho hoa vạn thọ ban mai, cũng như là một số điều lưu ý khi mà chúng ta trồng và chăm sóc cây hoa vạn thọ ban mai này, để giúp cho chúng ta có một cái vụ hoa và cái kỹ thuật chăm sóc hoa được chính xác nhất và được trúng mùa nhất.